Được rồi, chúng ta sẽ chưa bài tập cái bài tập phần lập trình đối tượng này. Tôi sẽ dùng rất nhiều bài tập, tôi sẽ chưa một vài bài thôi, để tôi để sẵn cái file rồi nhé. Tôi sẽ để các cái đáp án vào giữa đây nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm luôn đây cho các hình dung nhé. Đấy, như vậy bây giờ muốn bài một là thiết lập cái lớp có tên là person gồm các đối tượng đều có hai thuộc tính là tên là name và age là tuổi. Đấy, cái này cái này rất là dễ, thì tôi sẽ viết luôn trên màn hình chúng ta hình dung nhé. Đây tôi viết bằng bút này cho nó dễ nhé. Đây tôi thiết lập một cái class này, person này, hai chấm này, xong chúng ta thiết lập rất đơn giản, chúng ta thiết lập cái hàm init. Cell nhé, phải, và hai tham số là tên là name nhé, name và tuổi age, hai chấm, và chúng ta sẽ gắn bình thường name họ lát sau họ khác nước đó là nhé, và cell to bằng edge nhé. Con đấy. Thì đây là vâng. Cái định nghĩa rất là đơn giản. Vì tôi sẽ làm cái tôi sẽ thử nghiệm ngay trên màn hình, chúng ta cũng quan sát nhé. Và chúng ta sẽ xem là chúng ta quan sát một chút để thầy dùng là cách mà hoàn thân thiết lập các cái đối tượng như thế nào. Để vì chúng ta làm lại đây nhé, để tôi làm trên màn hình nhé. Hơi tập tôi làm trên file hơn hơn là làm trên file nhỉ, tôi làm trên file nhé. Đó, đây nhé, đây là cái bài của mình này, tôi viết này, class này, person này, chấm nhé, def này. Thì init là cái gì tôi sẽ nói luôn đây, chúng ta init chính là cái thủ tục mà cái hàm rất quan trọng dùng để mà khởi tạo. Khởi tạo các cái đối tượng dữ liệu đấy nhé, đây name nhé, self age, khi tạo xong rồi này rồi thì bây giờ tôi đây tôi làm cái test thử ở đây nhé, test thử bây giờ tôi tạo một đối tượng, tôi viết là T nhé, T bằng person, người tên là Hà này, đấy, tuổi này 50 này, lấy dụ đấy nhé, 50. Đó, thì khi mà tôi gọi cái hàm như này thì máy xong, máy khi tôi gọi là tôi viết cái hàm là cái T bằng person mở ngoặc Hà phải 50 thì tức là máy nó sẽ gọi cái hàm init này với cái đầu vào là hai tham số là cái name này chính là cái Hà này và cái edge chính là 50, và máy nó sẽ gán là cell.name bằng name và cell.edge bằng edge. Như vậy máy nó sẽ tạo ra một cái đối tượng là T, và khi đó thì cái T này nó có cái tên sẽ là cái name là Hà và tuổi 50. Tôi làm thử việc print thử, tôi print kia T name đúng không, và tôi print T.edge. Thì thử nhé, xong là cho trên cái trình nó ra cái gì, thì nó ra cái em nó ra chính xác ngay, nó tạo ra đây tên em chính là Hà và cái TH là 50, được chưa? Thì tôi cho biết, tôi sẽ hỏi tiếp theo, nhưng bây giờ tôi như vậy khi mà tôi tạo ra cái này thì tôi muốn là gì, cái nem là phải là kiểu sâu ký tự đúng không nào, mà cái H là phải là số, khi mô tả tuổi là nó phải là số nguyên. Nhưng sửa tôi làm như này, tôi sửa là không phải là Hà mà tôi sửa như này, tôi viết nhầm thành, ví dụ như là đây là 12.7 và tuổi tôi là không phải 50 mà tôi lại viết thành chữ Hà Nội thế này thì máy nó có lỗi không nhé. Chạy thử thì máy không hề báo lỗi, và máy chỉ báo là T name chính là 12.7 và TH bằng là Hà Nội. Như vậy là cái ở chỗ này khi tôi biết này, máy sẽ không hề kiểm tra cái tổ dữ liệu như thế này.
Và như vậy với cái ý nghĩa đó thì chỗ này là bị sai. Thì tôi muốn sửa như sau, tôi muốn sửa lại là tôi muốn khi mà tôi nhập rượu vào thì máy là kiểm tra luôn, nó yêu cầu bắt buộc là cái name là kiểu thuộc kiểu string và cái age thuộc kiểu gì, thuộc kiểu là số hoặc là số nguyên hoặc là số thực của số thực. Hay đây là số nguyên nhé. Và yêu cầu thêm nữa là phải là một số nguyên là phải lớn hơn không, đúng là không không thể nhập tuổi là âm được. Thì làm như nào nếu mà tao cho ta nhập sai thì máy báo lỗi này, như tôi biết đây là báo lỗi này đấy. Thì làm thế nào bây giờ, thì cứ làm như thế này, chúng ta coi như đây là một hàm thôi và chúng ta sửa một chút như này. Ở đây chúng ta trước khi chúng ta gán cái lệnh là cell.name bằng name và cell.h bằng h, chúng ta có một lệnh kiểm tra thôi. Nếu mà đúng thì chúng ta mới gán, còn không chúng ta đặt tạo ra cái mã lỗi ngoại lệ để làm kiểm tra nhé. If này điều kiện là name là kiểu là số gì là kiểu là string và h là kiểu là số nguyên, thì chúng ta kiểm tra bằng lệnh gì? Một chính là cái lệnh là if is, cái hàm này is instance. Đấy, đây là cái hàm này kiểm tra xem một cái đối tượng là name đó nó có thuộc kiểu là str hay không đó. Nếu thuộc str thì nó là đúng được, nhưng mà là if nếu mà name là kiểu strn n lại biết kiểm tra lại is instance. Hàm thứ hai là hàm gì, kiểm tra xem h nó có phải là số nguyên hay không. Được chưa? Đồng thời một cái n thứ ba nữa là cái h này là phải là tuổi là phải một số dưới lớn không. Đấy, thì khi đó chúng ta mới gán, được chưa? Thì nó sẽ đúng này. Đấy. Được chưa? Đấy. Còn nếu mà ngược lại nhé, nếu ngược lại nhưng mà trong các bạn thấy trong cái hàm ý chúng ta có thể đặt các điều lệnh thoải mái nhé. Đây. Ngược lại thì sao? Ngược lại thì chúng ta else. Đấy. Ngược lại thì chúng ta sẽ raise raise cái time error đó. Sai kiểu sai đó. Kiểu dữ liệu sai đó. Được chưa? Mà chúng ta làm thử nhé, chạy thử lại chỉ nhìn thấy sao đúng nhé. Máy ở đây máy nó sẽ báo lỗi ngay, chạy thử thế này, máy nó sẽ báo lỗi ngay đấy. Nhưng mà lỗi là kiểu dữ liệu sai này, vì nó kiểm tra xem là 12.7 này không phải không 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 bằng ký tự và Hà Nội là cả là sai. Tôi sửa lại một chút nhé, tôi sửa lại bây giờ sửa chút này, tôi sửa lại tên là Hà này, nhưng mà đây là đúng nhé. Thì tôi sửa lại tuổi là âm 12, xem mình có lỗi không nhé. Nhập nhập tuổi của tôi là bắt đầu nhập tuổi là âm 12, chạy thử lại nhé xem nó máy có lỗi không nhé. Đấy, phải có lỗi đúng không? Đấy. Được chưa? Thế bây giờ tôi làm tiếp tục nhá. Bây giờ tôi muốn dùng lệnh ngay, dùng cái lệnh là không phải là pin t name hay là pin t h, mà tôi muốn dùng lệnh là tôi dùng lệnh là print t thôi, tính ra cái gì? Đấy. Được chưa? Đấy, để biểu diễn cái t đó thành như là một cái thế là cái gì? Thì nó ra cái này, nó à, đây sửa lại, tôi sửa lại cái tuổi này là 50 nhé, 60 không quan trọng rồi, 50 60, nhưng sửa lại này. Thế nó ra là nó làm cái này, nhưng mà cái tên nó ra là tên của nó có định là cái là một đối tượng là person object at, tại cái địa chỉ này, được chưa? Đấy, thì bây giờ tôi trả lời các bạn nhé. Thì khi mà một đối tượng được tạo ra ấy, thì mặc định của nó sẽ biểu diễn như thế này. Bây giờ tôi muốn sửa lại là thế nào? Thì chúng ta phải tìm hiểu chút về cái cách lệnh của thiện ra lệnh print này nhé. Thì như sau này, thì chúng ta chú ý đấy, thì ở trong Python khi quyết định một đối tượng ấy, thì chúng ta chú ý nó có hai cái, nó có hai cái lệnh rất quan trọng. Để tôi mô tả, tôi viết ở đây cho dễ nhé. Tôi viết này nó có hai cái lệnh, tôi làm luôn cho dễ. Tôi copy cái này ra ngoài cái màn hình shell. Để cho các bạn xem, để làm mình dễ nhé. Đây. Rồi bây giờ t này là t bằng person đúng bình này nhé, là 20 này, được chưa? T khi khi tôi viết t như này thì nó hiển thị ra ở đây là hiển thị là nó hiển thị cái tên mặc định của cái đối tượng t. Thì cái lệnh mà nó hiển thị cái này là chính lệnh, nó chính lệnh là repr, lệnh này chính là cái này, này.
Đấy. Còn khi chúng ta dùng lệnh print, lệnh print bất kỳ nào đó, thì lệnh print này nó sẽ in ra, thì nó chính in ra cái hàm là strt. Bây giờ cho chúng có hai cái hàm, cái hàm là str. Tức là nhớ lại một chút, cái hàm str là cái hàm mà nôm na là cái hàm là đổi từ đối tượng t sang sâu ký tự. Còn cái hàm là repr t là cái hàm là hiển thị cái tên của đối tượng t như là một object ở trong Python. Thế bây giờ chúng ta muốn sửa lại cái này, mặc định nó rất là hình này, nó là cái này rất rất khó nhìn, mà chúng ta muốn sửa lại làm thế nào, làm như sau. Để tôi vào đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải hiện, chúng ta có hai hàm là cần làm. Hàm thứ nhất, cái hàm là str, là cái hàm mà đổ sang sâu ký tự. Thì chúng ta làm như sau. Cái hàm mà chúng ta làm trên cái hàm như này, hàm str là cái hàm mà lấy là chứ sao nhỉ, đúng rồi, hàm str là hàm mà ở trong khi mô tả trong object nó chính là cái hàm này, hai ngày hai như là str. Vậy cái hàm này là hàm hệ thống, cái hàm này là cái hàm mà mô tả cái str, cái hàm str. Gọi là cái phương thức quan trọng hệ thống. Thì cái các phương thức hệ thống là những phương thức mà nó bắt đầu bằng gì, nó bắt đầu bằng dấu hai dấu gạch dưới và kết thúc bằng hai dấu gạch dưới, đó là hệ thống này, init hệ thống này, str hệ thống này. Thì cái hàm này là cái phương thức này là phương thức nó thay mặt cho nó là chính là cái hàm str. Thì khi mà tôi in ra một đối tượng t thì bố thì tôi sẽ muốn thể hiện ra in ra là hà đấy nhé, thì tên đấy và thì đó đấy nhỉ. Tôi chính là tôi trả lời là này, return. Return là gì? Return là t chấm này như vậy, được chưa? Cái hàm nhất nhé. Hàm thứ hai rất quan trọng, cái hàm thứ hai dùng nữa, cái hàm là hàm repr. Đây là cái hàm mà hệ thống để thay mặt để điều khiển cái hàm là repr. Cái hàm repr là cái hàm gì, là cái hàm mà mô tả trả lại cái số đối tượng, mô tả cái đối tượng bằng hình thị, bằng số đối tượng nhé. Vậy thì str là khác mà repr là khác nhé. Cái str là cái mà chúng ta muốn hiện ra khi chúng ta như là một đối tượng. Đấy, tôi mô tả ngay. Còn khi trong lệnh dùng cho lệnh print, còn repr là dùng để hiển thị đối tượng trong lệnh như này này, trong lệnh như tôi viết t như này này, đó viết t như này này, đó lệnh này này, thì nó dùng lệnh là repr. Bây tôi muốn như xong, bây tôi sửa như xong, tôi sửa lại repr là nó hiện ra là toàn bộ cái chữ là person mở ngoặc hà rồi là tuổi, tên và tuổi là như sau. Tôi muốn như này, ghi thơ nhé, ghi thơ này, mở ngoặc này, sâu tư này, mở ngoặc này, đúng không? Sâu ngoặc là person, đây, person này. Sau mở ngoặc này, sau đó là cộng với t chấm nên, đấy, t chấm nên, có cái tên nhé. Sau đó cộng với cái dấu phẩy, đấy. Sau đó cộng với cái str của cái tuổi t h, đấy. H. Sau đó cộng với cái dấu đóng ngoặc. Được chưa? Bây giờ chúng ta kiểm tra thử nhé. Và đây tôi khi tôi lại là print t thì nó ra kìa, tôi chạy thử ra nó ra kìa, nó ra là hà. Vì hơn cái hàm print là cái hàm nó chạy cái hàm str. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra lại này, tôi để này vào đây nhé, tôi copy cái này sang bên này. Mà tôi kiểm tra cho các bạn xem. Đừng các bạn cứ mặc cái này, tôi muốn các bạn xem kỹ một tí để chúng ta hình dung. Đây. Enter nhé. Đây t nhé. T này, t t bằng person này. Person nhé. À, ví dụ đây là hà này. 20 này. Đấy, được chưa? Khi cái t enter thì nó hiện ra chính là cái hàm repr, chính là person hà 20. Được chưa? Cái dùng lệnh là print t thì nó chính là cái hàm str của t. Đó chính là như vậy là có chú ý nhé.
Khi tôi gõ T Enter thì nó chạy chính cái hàm này này, hàm này này, đó nó ra nó hiển thị. Đây là cái dòng, đây là cái show string mà tôi muốn hiển thị cái khi mà tôi dùng cái hàm Reaper tôi muốn hiển thị ra cái chi tiết kia cái đối tượng của chúng ta. Là nó thuộc cái lớp nào này. Nó có những cái nó có những thuộc tính nào này. Đó, thấy không nào? Còn khi tôi lại print thôi thì nó đưa ra tôi muốn hiển thị in ra cái in ra cái đối tượng đó ra giấy thì in tôi muốn in ra là tên là được chưa? Thì đó là bài thứ nhất nhé. Thì tôi làm nhanh. Bài thứ hai là chúng ta làm bài thứ hai chúng ta làm tương tự. Bài thứ hai thì dễ không có gì. Bài thứ hai nó làm. Đây, bài thứ hai đó là cái này rất đơn giản. Tôi sẽ làm ngay trên này nhé. Đây bài thứ hai là bài như này. Tôi làm nhanh chứ không có gì. Bài thứ hai là cái bài mà thuộc tính và nó là gì? Đó là class point. Nó có hai điểm. Hai điểm đây. X hai rồi X và Y thôi. Thì là chúng ta làm như sau này. Def này. Init này. Yeah. Cell này. X, Y. Có hai tọa độ. Được chưa? Hai chấm. Và nó là X bằng X. Và cell Y bằng Y. Đấy. Dưới này thôi. Đó là. Đó là nhiều lần lừa nhất đấy. Nhưng mà với trường này là máy nó không cần kiểm tra, nhưng chúng ta có thể nhập x là có thể là một số biểu tượng máy nó không có lỗi. Nhưng mà bài này muốn đọc kỹ hơn chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải làm tiếp tục cái chuyện là gì, là phải có lệnh kiểm tra x y phải là số mới được, phải là số mới được, còn không là số thì không được nhé. Thì cái bài này các bạn ở nhà làm nhé. Như vậy là bây giờ làm tiếp tục cái bài này, bây giờ cần yêu cầu đầu vào là cần kiểm tra. Yêu cầu cái bài này là gì? Yêu cầu cái bài này là cần kiểm tra. Cần kiểm tra đầu vào. Đầu vào x, y phải là số thì mới được. Chúng ta có thể học số thực hoặc là số nguyên. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài thứ 3. Bài thứ 3 là như sau. Là thiết lập lớp tam giác gồm các kiến thức sau đây. Là mỗi đối tượng gồm có 3 thuộc tính là A, B, C. Mô tả các cạnh của tam giác đó và các phương thức. Và các phương thức được chu vi và diện tích để tính chu vi diện tích của đối tượng tam giác đó. Bài này thì dễ thôi nhưng mà tôi sẽ làm nhanh đấy. Tôi làm nhanh ở trên này và chúng ta sẽ cùng nhau tôi làm nhanh ở đây nhé. Để tôi làm nhanh ở đây. Để chúng ta sang bài bài số 3 là cái bài mà thiết lập lớp tam giác nhé. Thiết lập lớp tam giác. Yeah. Nói đi con, cô tái không cho xài máy tính khi đi làm số của nhau mà cô có lên làm không? Cô không cho thì nên đừng lên, cô đang hú. Giờ chúng làm nhanh nhé. Bảo tôi muốn là chúng ta sẽ kiểm tra đầu vào của cái hàm này. Đây là mô tả những class này, tam giác này, tam giác nhé. Đó. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta def init là luôn phải có, init là chúng ta dùng để ta nó khởi tạo một cái bộ dữ liệu. Thì chúng ta chú ý là chúng ta có ba cái dữ liệu chính là a phẩy b phẩy c nhé, như thế này. Và chúng ta sẽ thiết lập cho nó là gì, a bằng a, b bằng b, c bằng c. Tạm thời như vậy nhé. Bây giờ tôi viết luôn tôi kiểm tra sau. Tôi viết luôn hai cái hàm là hàm diện tích và hàm chu vi nhé. Đây, hàm chu vi ta làm trước này. Def này. Chu vi này. Đấy. Nhưng tôi để không đúng thẳng hàm lắm. Rồi, chu vi nhé. Chu vi của cái đối tượng là cell như này. Đối tượng như này thì hàm này nó trả về là tổng ba cạnh thôi, nó sẽ là return, rất đơn giản, return này là cell chấm a cộng với cell chấm b cộng với cell chấm c. Đấy. Được chưa? Còn về diện tích thì chúng ta sẽ dùng cái hàm về diện tích của một tam giác ABC thì chúng ta sử dụng cái gì? Chúng ta dùng công thức này, công thức hero, công thức này nhé, công thức thì
công thức tính diện tích tam giác có cạnh là ABC. Đặt P bằng là chu vi chia 2 nhé, AB chia 2. Thì S sẽ bằng như sau, S sẽ bằng căn bằng 2 của P nhân với P trừ A, P trừ B và P trừ C. Đây là công thức quen thuộc với học sinh rồi. Thì chúng ta dùng cái này, chúng ta tính diện tích của tam giác nhé. Để chúng ta sang bên này. Đây, vì tôi làm cái diện tích này, diện tích này, self này, được chưa? Để tính cái chu vi trước, P bằng chu vi. P chu vi tôi dùng cái hàm trên, tôi dùng là self chấm chu vi, đúng không nào? Và chia 2. P là tí là nửa chu vi. Sau đó tôi tính, tôi đặt S đi. S bằng là P nhân với P này nhân với P trừ A, P trừ self chấm A nhân với P trừ đi self chấm B nhân với P trừ đi self chấm C. Đấy. Và đầu ra là một căn 2 của S gì? Giờ return này. Return là gì? Là S mũ 0.5. 0.5 tức là cái chỉ căn bằng 2. Đấy, được chưa? Thì đây là cái hàm cái diện tích của một tam giác bất kỳ nhé. Thì cái chu vi ở trong cái lệnh trên thì chu vi nó trở thành một cái phương thức của đối tượng đó, thì tôi gọi đó, tôi gọi là cell chấm chu vi. Đấy, đây là tính tích. Còn cái bài cái công phần dưới là chúng ta khi biết P rồi, chúng ta tính được cái đây là S bình phương đây. Chúng ta muốn tính S diện tích, tôi chỉ việc căn 2 thôi là ra. Được chưa? Thì đây chúng ta có thêm ở đây là được rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ, bởi vì là ABC là mập bất kỳ thì nó bị sai. Bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái hàm để xử lý. Được chưa? Thì tôi giới thiệu các bạn là tôi viết hẳn cái hàm riêng đi. Có một cái hàm riêng để kiểm tra xem là ABC có phải tạo ra một cạnh, ba cạnh của tam giác hay không. Tôi viết ra một hàm riêng, hàm kiểm tra riêng thì có hai cách viết. Một là chúng ta viết ra bên ngoài cái lớp này, được chưa? Cũng được. Để viết này thì viết cái hàm nhé, là kiểm tra cái hàm này như sau. Hàm này đầu vào là có ba số ABC và hàm này trả về true, trả về đúng nếu mà ABC là tạo nên một cạnh của một tam giác, và ngược lại nó trả về là false. Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm này để chúng ta xử lý nhé. Ở bên trong kia như vậy, khi chúng ta cần xử lý một cái hàm mà nó nằm ngoài, mà nó không muốn đưa vào bên trong, tôi muốn tập thành một cái hàm nó dễ dàng, không đưa vào bên trong cái hàm init kia, nó dài quá, tôi tách ra một hàm riêng được thôi, không được. Đây là một cách tôi đã để hàm bên ngoài như sau này. Điều kiện để một cái ba cạnh ABC là tạo thành tam giác thì là được định sau là A lớn 0, B lớn 0, C lớn 0 và A cộng B lớn hơn C, A cộng C lớn hơn B và B cộng C lớn hơn A. Đơn giản như sau nhé. Đây chúng ta đi thơn luôn. Đi thơn cái gì nè? Đi thơn cái điều kiện là A lớn hơn 0 and B lớn hơn 0, đúng không? And C lớn hơn 0. Chúng ta nó dài quá, chúng ta có được gạch chéo, chúng ta viết xuống dưới được. Đấy, viết xuống dưới nhé. Gạch chéo viết xuống là A cộng B lớn hơn C and A cộng C lớn hơn B, lớn hơn B and là B cộng C lớn A. Đấy chính điều kiện đấy. Đấy chính là cái điều kiện của một cái tam giác ABC, của một cái cạnh ABC, được chưa? Chúng ta sửa như sau. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ sửa như sau. Ở đây chúng ta sẽ này, chúng ta sẽ có một lệnh nữa là kiểm tra if, đúng không? If kiểm tra gì? Kiểm tra a phẩy b phẩy a phẩy b phẩy c nhé. Thì chúng ta mới đặt cái này. Đó. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ raise lỗi thôi,
chứ là race nhé. Đây là value error đi. Đấy, error. Dữ liệu sai. Dữ liệu sai. Được chưa? Thế thôi. Giờ từ kiểm tra thử nhé. Nhưng mà cách viết mà cách viết hàng ra bên ngoài thì cũng được thôi, nhưng mà thực ra không hay lắm vì nguyên tắc mà nói, khi chúng ta mô tả một đối tượng thì tất cả mọi thứ đều nên có gọn bên trong cái đối tượng đó, ít không nên để bên ngoài. Bên ngoài cũng được thôi. Nhưng mà cái hàm này nó phải gọi cái hàm này bên ngoài cũng được thôi, nhưng mà không thật là hay lắm. Thì lát nữa tôi sẽ mô tả các bạn cái cách cho ta gói nó vào bên trong cái hàm, đưa cái hàm bình thường. Không phải là một, đây là một cái hàm bình thường, nhưng không phải là một cái method, không phải là một cái phương thức. Thế là thế nào? Tôi làm luôn bây giờ, tôi kiểm tra đi, kiểm tra luôn. TSK nhé. Đây là T đi. T bằng tam giác. Đấy. 1, 1, 1. Không, 1, 1, 5. Thế là sai này. Đấy, 1, 1, 5. Thế là tôi print. Print là T chấm chu vi. Chu vi. Và tôi print ra. Print ra T chấm diện tích. Đấy. Được chưa? Bài này tôi chưa ghi ra, bài này là bài là tam giác đi. Tam giác nhé. Chạy thử xong lỗi không nhé. Đấy, nó báo lỗi nhé. Đấy, nó gọi cái hàm này mà ta có nó kiểm tra, nó có dữ liệu sai. Đấy, vì tôi sửa lại nhé. Sửa lại là 1, 1, 1 thì được. Đấy, thì mình chắc là không lỗi. Thế nó là tam giác đều đấy, nó tam giác đều có chu vi là 3 và có diện tích là 0.43. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói với các bạn cái cách chúng ta gói vào bên trong thì như nào. Thì khi mô tả một cái hàm bình thường ở bên trong một cái đối tượng trong một cái lớp thì nó hơi phức tạp hơn đấy. Các bạn chú ý thì tôi sẽ gói cái hàm kia vào là bên nào. Đây này, tôi sẽ copy cái hàm này vào bên trong cái đối tượng, vào bên trong cái lớp mô tả trong lớp, tôi xóa này, cần trong xì này, và tôi đưa vào đây này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, đưa vào đây thì có đưa được không? Đưa được, nhưng mà rất chú ý đưa cái này là cái hơi phức tạp một chút các bạn, tôi nói nhanh nhé các bạn nhé. Khi mà chúng ta đưa một cái hàm vào bên trong một cái hàm bình thường không phải là phương thức nhé, thì làm như sau. Thì ở trong Python thì nó quy định cái hàm này là bắt buộc phải có khai báo, nó là khai báo như này, khai báo nó là hàm static nhé. Nó nhanh này. Dùng cái ký hiệu là a cộng và gõ chữ static ra này, rất nhanh tốt. Như vậy là một cái hàm mà muốn mà dùng ở bên trong lòng một cái nội bộ ở bên trong lòng một cái, nó mà không phải là phương thức, là một hàm bình thường đấy, thì chúng ta đưa nó vào ở phía trên, nó khai báo một cái từ là static method và có dấu a cộng phía trước. Thì cái cách này là cách rất hay sử dụng trong đối với người làm Python nâng cao. Các bạn đọc cuốn sách về Python nâng cao của tôi thì tôi mô tả rất kỹ về cách ta dùng cái này là như nào, cái static method là như nào. Thì khi ta làm này thì khi đó cái hàm này đấy, thì viết ra là sai. Mở viết như sau, thì khi mà chúng ta mô tả một cái hàm ấy, mà hàm là hàm static nhé, thì khi đó nó tự động nó sẽ là một cái hàm nó là một phương thức đối với mọi đối tượng. Cho nên ở đây chúng ta phải viết là gì, viết là cell chấm đấy, dùng nó không phải là một cái hàm bình thường, dùng nó là như một cái phương thức đó. Mà phương thức này là phương thức. Các bạn chú ý rất là biệt nhé. Cái phương thức là chu vi này, diện tích là cái phương thức tính toán trên một đối tượng cụ thể nào đó. Khi tôi biết là cái hàm là chu vi này thì nó là gì? Nó là phương thức tính toán đến một đối tượng cụ thể là T. Được chưa? Mà cái T này cái chu vi nó phụ thuộc vào các tham số của T, như là đây là 1.1 thì nó khác, đây là 1.2.1 thì nó khác, 1.1, 1.5 thì nó khác. Như vậy là khái niệm là các cái phương thức mà bình thường người ta đã biết ấy, phương thức này là nó tính toán trên các cái dữ liệu
các cái tham số hay các cái thuộc tính của từng đối tượng một. Còn cái hàm static mới tốt, là phương thức đó nó không liên quan đến một đối tượng nào cả và nó chạy vô tư. Khi ta gõ là cell.kiểm tra thì nó vẫn chạy bình thường. Cái ABC này là nó là cái hàm, nó là cái tham số của hàm đấy, nó không liên quan gì đến đối tượng là cell này cả. Cái này là cái được nhé, đó thì là chú ý. Mấy cái đó ta chạy nó vẫn chạy bình thường đấy nhé, đấy là chú ý nhé. Đó, chạy bình thường được. Thì vậy nó thêm một chút để chúng ta có cách, chúng ta gói nó vào, gói không để cái hàm bên ngoài mà để bên trong lòng. Thì chúng ta tất cả cái hàm mà dùng chung đấy, không liên quan đến một cái đối tượng nào cả, thì chúng ta gọi nó đặt tên là static method nhé. Chúng ta dùng rất nhiều trong cái bài tập, trong sách trong phần mà tôi làm đấy nhé. Rồi, thì đó là cái bài tập mà tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ làm xong bài tập nữa nhé. Đây, tập này cũng rất là hay này, bài tập này nhé. Thiết lập một cái lớp dữ liệu Big One, cũng như sau đây này. Nếu P là đối tượng bất kỳ của Big One thì B sẽ chứa tất cả các số nguyên. Ý là như sau này. Ý là nếu mà tôi tạo ra cái lớp này rồi, như vậy là đối tượng bất kỳ một đối tượng nào của cái lớp Big One này thì nó là cái đối tượng thùng và nó chứa tất cả các số nguyên. Tôi lấy ví dụ khi chúng ta tạo ra, tôi biết ta sử cái này là có rồi nhá. Biểu tôi biết là B bằng Big One như thế này. Đấy, thì khi đó thì bên sẽ là một đối tượng. Và khi đó tôi biết là gì? Tôi biết là 12 in B. Đấy, như chúng ta chú ý gõ cái số này thì máy nó sẽ báo lỗi, nó sẽ báo là true vì làm nó là đúng nhé. Tức là nếu là đây là số nguyên thì máy nó sẽ báo là true, nếu đây là một số không nguyên hoặc là một cái kiểu đối tượng khác thì máy nó báo là false. Nó chỉ là nguyên khi mà nó là nguyên thì nó mới nằm ở trong B. Thì cái 12 B là mô tả là kiểu đây là cái hàm kiểm tra sau này 12 có nằm ở trong B hay không. Đó, thì như vậy là cái đối tượng này nó hỗ trợ cái toán thể in, thế là cái toán thể in là toán thể in nằm trong đấy, chú ý. Đấy, ở trong Python có rất nhiều toán thể in này, dùng rất nhiều trong lệnh for in cũng là hay lệnh bất cứ lệnh nào là có cái toán thể in này nhé. Toán thể in nó có trong các cái đối tượng như là sâu ký tự này, trong sâu ký tự đối tượng dãy đối tượng list, đối tượng là tuple này, là đối tượng là tập hợp này, đối tượng là từ điển đều có hỗ trợ toán thể in hết. Thì một cái đối tượng dữ liệu, một kiểu dữ liệu mà hỗ trợ in thì người ta gọi nó là kiểu dữ liệu là gì? Thùng. Để nhớ lại cái bản nhân. Như vậy là ở đây B là kiểu dữ liệu thùng mà chứa mọi số nguyên. Được chưa? Thì mình ta làm định nghĩa nó rất đơn giản như sau này. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra lớp này nó rất đơn giản. Đây. Bây giờ tôi sẽ tạo ra, tôi làm tiếp tục cái bài này là bài số mấy? Bài này là bài số 4 nhé, tôi làm bài số 4 nhé. Đây, tôi new cái chương trình. Đấy, bài số 4 đi. Bài số 4 đi, tôi copy bài số 4 tôi ra cho nó dễ nhé. Đây, bài số 4 đi. Tôi copy cái này sang bên kia, tôi làm. Đây, copy sang đây nhé. Đây, mô tả này. Đấy, được chưa? Ta chú ý là chúng ta dùng ba cái dấu là nó là tương đương như là ba cái dấu nháy kép ấy, hay ba dấu nháy đỡ được liền nhau thì nó tương đương là một cái comment và comment đó có thể xuống dòng thoải mái, được chưa? Đó, ra làm nhé. Thì tôi sẽ làm như sau. Tôi đặt ra một cái lớp đặt tên nó là class big one nhé, big one. Thì tôi biết này nó không có cái gì cả, nó không có một cái nó không có dữ liệu, không có tham số, cho nên là nó không cần thiết là phải khởi tạo, chứ có thể là không cần thiết phải có cái init. Còn nếu có như sau vẫn được, tôi biết là cái hàm init đây nhé, init này tôi tạo init rồi, nhưng mà tôi tạo một cái init rỗng đi, self tạo một cái lệnh, tôi dùng lệnh là pass là cái từ khóa, chỉ là một cái dòng dùng một cái lệnh dữ liệu rỗng
thì tự nhiên tôi biết đây là như vậy, vẫn có hàm init mà đi ra là rỗng, là cái hàm kia là không cần khởi tạo, nó tự động nó tạo luôn rồi, vì cái kiểu dữ liệu này ta không có tham số. Được rồi, vì muốn cho cái kiểu dữ liệu này mà nó là gì, nó là hỗ trợ cái toán thử in ấy, là như lại được bài là phải hỗ trợ toán thử in để kiểm tra xem là b có chứa các số nguyên hay không ấy. Thì ta làm như sau, chúng ta dùng cái hàm quan trọng, cái hàm cái phương thức là gì, là một cái phương thức hệ thống như sau. Hai cái này có chữ là kèm thêm nhé, kèm thêm đó. Đấy, thì cái cần thêm này này, cái cần thêm này chính là cái cần thêm này chính là cái em thay cho cái toán thử in nhé, kiểm tra xem là khi biết là cần thêm cell x gì thì tương đương với là x in b đấy, in đấy. Cái toán thử cần thêm chính là in, và cái toán thử này nó cái hàm này, cái phương thức này nó trả về true hoặc là false, chính là toàn nó trả về cái kết quả của lại in, được chưa? Rồi bây giờ làm sao này, bây giờ tôi sẽ trả về true nếu x thì là số nguyên, còn ngược lại trả về là gì, ngược lại thì trả về là false. Như sau thôi, tôi sẽ kiểm tra if is instance. Đấy. Nếu mà x gì mà nằm trong kiểu số nguyên, tức là cái này, chiếc hàm này này, đấy. Nếu x là kiểu số nguyên thì chúng ta sẽ return. Chúng ta sẽ return true. Còn ngược lại else chúng ta return. Return gì? Return false. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ tôi vui nữa, tôi muốn thêm một lệnh nữa vào đây. Là tôi muốn để khi người ta muốn kiểm tra xem b thì tôi sẽ b chính là thuộc lớp dự thuộc cái lớp là big one, nên tôi làm như sau, tôi viết thêm một thêm này nữa, nhưng một cái phương thức nữa là def này nhé, reper đó, được chưa? Self thì tôi return big bị quả, đấy, cái này vui vẻ, được chưa? Đó. Thế nhưng mà xong, bây giờ tôi kiểm tra thử nhé, bây giờ tôi copy sang ngoài để nó dễ làm, tôi copy sang cái bên mình kia nó dễ làm nhé. Đấy. Rồi, giờ đây tôi sẽ copy này. Đấy, xong mình tôi viết là b nhé, b bằng này big one này, đấy. Enter. Nên chúng ta bây giờ enter b này, b nó là big one, nó là class big one, được không sao? Tôi print b cho này, print b nó có ra cái gì? print b nó là gì? Nó là cái này. Rồi vì là vì sao có chữ class min main là vì nó không có tham số nhé. Rồi bây giờ tôi kiểm tra này là 10 in b cho nó có được không nhé? 10 in b có được không? Ô x mà từ từ tôi bị sai một chỗ, từ từ chúng ta làm lại đi nhé, kiểm tra một chút nhé. Tôi kiểm tra cái điểm tí. Sao nó in nó không ăn nhỉ? Tôi cho cái này nó ăn nhỉ? Tức là gì? Cái lệnh này là cái lệnh là nó kiểm tra xem là cái x con là đối tượng của cái lớp in này hay không đấy. Chỉ thế thôi, tôi kiểm tra nhỉ. Rồi, B bằng
Enter nhé. 19 in B. Không bị lỗi nhỉ? À, tôi biết thêm gì đây, tôi kiểm tra một chút nhé. À, tôi kiểm tra một chút là 12 in B. Phân lỗi. Nhưng mà cái này không ăn nhỉ? Để tôi kiểm tra một chút nhé. Để tôi một chút. Để kiểm tra. Xì. Để tôi một chút nhé. Để kiểm tra. Tôi đi quá. Cái mã của tôi này, để kiểm tra một chút. Đấy, này vẫn đúng này cơ mà. Theo chấm x không thể. Cái gì cơ? Không, nên là dạ. Không, vì đây là cái hàm cần thiết là kiểm tra xem x gì nó nằm ở trong cái cell này hay không. Đấy. Nó là x thì có in là chính là cái lệnh này chính là x in b đấy, này là in b này. Như vậy suy ra đây có một lúc có lỗi gì đó thì tôi đợi tôi kiểm tra một tí nha. Thầy ơi, thầy kiểm tra chỗ cái gán b bằng bích của anh thiếu cái đóng mở ngọt. À đúng rồi. Những cái dòng tôi là chỗ này, cái dòng tôi là cái này cơ, đây là big one đúng rồi. Các bạn này mình sẽ đúng đấy. Big one là phải thế này mới ra nhá, đúng rồi. Đó, thế bây giờ là 12 in B nó mới ăn đấy. Đấy. Còn ví dụ như là 12 như thế này in B thì không ăn. Đơn giản như vậy đấy nhá. Rồi, như vậy chúng ta đây là ví dụ rất đơn giản là chúng ta tạo ra một đối tượng mà nó chứa mọi số nguyên. Vậy rất là hay, nhưng mà có thể bản thân cái đối tượng này nó là một cái, nó chỉ là một cái chân ô nhớ rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó là kiểu dữ liệu thùng, nó chứa mọi cái số khác, được chưa? Rồi, như vậy tôi không lỗi gì cả, hoặc là đúng, tôi chỉ nhầm một chút thôi nhé. Để chúng ta sang làm bài, chúng ta sang làm bài tiếp theo. Tôi muốn hôm nay chúng ta làm xuôi tập cả phần sau nữa cơ. Đợi tôi một chút. Rồi. Chúng ta làm bài 5 nữa thôi nhé. Bài 5 sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Như vậy bài 5 này thiết lập một lớp dữ liệu là đối tượng P là chứa tất cả các số nguyên tố. Còn cái này thôi. Cái này rất dễ thì các bạn làm sau trên nhé, để tôi làm sau bài 6. Khó một chút nhé. Bài 6 như sau. Là thiết lập cái lớp dữ liệu là primeset có các thuộc tính sau đây. Là đầu vào của nó là MN, là dãy các số nguyên tố nằm trong, nó là dãy các số nguyên tố nằm trong đoạn từ M về N. Có thể truy cập theo từng phần tử của dãy này theo chỉ số từ 0 đến len của đối tượng này, hỗ trợ lệnh duyệt for trên cửa liệu này. Rồi, bài này hay đấy, bây là bài nó tương đối phức tạp một chút mà nó hay, chúng ta cùng nhau làm thử bài này nhé. Như vậy là thiết lập lớp dữ liệu này là nó phải là một dãy các cái số nguyên tố nằm trong khoảng từ m đến n cho trước. Đấy, như vậy cho hàm trong cái đối tượng này là phải có một cái hàm để kiểm tra xem một số nguyên có phải là nguyên tố hay không. Đấy, sau đó là nó sẽ, chúng ta có thể làm thêm động tác nữa là có thể truy cập từng phần tử một như là một dãy bình thường. Như vậy nó đóng vai trò như là một cái list bình thường, như là list thật sự. Đấy, và cái tiếp nữa là nó hỗ trợ lệnh duyệt lệnh for in, chúng ta có dùng lại là for k in p chẳng hạn, được chưa? Rồi chúng ta làm thử bài này đi.
xong này tôi sẽ chuyển sang phần sau thì hơi thì các bạn sẽ về nhà làm tiếp và tôi sẽ sửa sau nhé. Chúng ta sang cái phần này, chúng ta sang cái bài bài sau đây là bài này hay hơn nhé. Đó. Thì bài này bắt buộc phải có một cái hàm để kiểm tra dung tố. Chúng ta sẽ đưa cái hàm đó vào bên trong lòng của cái lớp của chúng ta. Được chưa? Cái này là đặt tên là cái bài là on pride nhé, on pride. Được chưa? Rồi tôi mô tả này, class này, class này on pride, pride nhé, hai chấm nè. Là một tập hợp các cái số nguyên tố. Được chưa? Rồi. Mình tiếp theo này, tiếp theo nha, mình def này. Init này. Đầu vào của nó là gì? Đầu vào của nó là hai số là M và N. Đây cái bên này, M và N. Được chưa? Và đây là cell chấm M bằng M. Cell chấm N bằng N. Được chưa? Và tôi sẽ lưu một cái em lưu một cái dãy các cái em có một lưu một cái dãy tức là làm một sau nhé, lưu một cái dãy. Này, dãy là EQ như này, nó là dãy các số nguyên tố, tôi biết sau nhé. Đó, hình như đây tôi phải có một đoạn chương trình tôi kiểm tra xem là tôi đưa vào đây là các cái số nguyên tố để tôi biết như này là dãy tôi làm như sau, tôi viết như sau, tôi viết là dãy nhé. Đây tôi viết là S bằng bằng như này. Đấy. Được chưa? Sau đó là for k, bình thường là for k in range, in range trong khoảng từ M đến N cộng 1. Đấy, N cộng 1 nhé. Đấy, cộng 1. Từ M đến N kiểm tra nếu mà K nguyên tố thì ta đưa nó vào S mà sau tôi gắn nhé. Được chưa? Thế nên nhưng mà đây tôi cần cái hàm là hàm kiểm tra số nguyên tố. Hàm này tôi sẽ đưa vào bên trên cái hàm này, trên trong chỗ này, đưa bên trong cái hàm này. Đó. Hàm này tôi sẽ đặt tên là static. Static method. Đấy, được chưa? Hàm này như sau này, def hàm kiểm tra cell là is prime là một số n, kiểm tra cell n là nguyên tố hay không. Đấy. Hàm này nó trả về như sau, hàm này nó trả về là gì? Trả về là true nếu n là nguyên tố và ngược lại thì nó trả về là false. Được chưa? Và khi đó thì ở dưới này chúng ta sẽ làm ở đây này, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đặt là như là if, đúng không? If đó, if mà dùng self chấm này, đấy, is prime, đúng không? Is prime k, đấy, được chưa? Đây cái hàm này là chính là cái hàm này nhé, tôi chưa khai triển ở đây nhé. Đấy, ở đây này, như vậy đây là như sau này, nếu mà gọi cái hàm này như là một cái phương thức của cái đối tượng của chúng ta đó, là cái hàm static thì nó là phương thức bình thường, phương thức chung nhé. Nếu mà k là số nguyên tố thì chúng ta đưa k vào cái s kia, s chấm append k. Đấy. Và sau cuối cùng thì chúng ta gắn tiếp vào đây, gắn tiếp vào đây là cell chấm eq sequence đi nhé, bằng s. Đấy. Được chưa? Còn nó thêm nữa, chúng ta cần nữa, chứ hay nữa chúng ta dùng thêm cho thêm một lệnh nữa vào đây, cell một cái tham số nữa là len đi, len đi, len đi, bằng len của s. Đấy, thì như vậy là chúng ta thì đầu vào của nó là có hai tham số m và n, nhưng mà bên trong lòng của đối tượng đó chúng ta đưa thêm hai tham biến nữa là thêm biến là sit là seq sequence là dãy các số nguyên tố nằm trong khoảng từ m đến n. Được chưa? Và độ dài của những số nguyên tố đó. Và cái này ta dùng nó để cho làm các phần sau. Bây giờ làm ở đây nhé, kiểm tra này. Cái này hàm này nó có rất nhiều cách làm, tôi đưa ra một cách làm theo tôi là ngắn nhất nhé. Vì là if này,
Nếu mà if mà n mà nhỏ hơn 2 thì chúng ta đặt tên nó hình nghĩa thấp định nghĩa. Nếu mà n bé hơn 2 thì nó hình nghĩa nó không là nguyên tố, chúng ta đi thường luôn. Đi thường. False không là một số nguyên tố. Còn ngược lại ở đây thì ta phải giải nhé. Thì như sau này. Cách chúng ta làm như sau, chúng ta kiểm tra, chúng ta cho một số k chạy từ 2 đến căn bậc 2 của n. Nếu mà gặp nếu số đó là một số là ước của n, ước của n là tức là dừng lại ngay và thông báo là không có nguyên tố. Còn ngược lại thì là khi mà chạy hết cái vòng for đó thì nó làm mới làm thì mới làm được chưa? Thì mới là gì? Thì mới là không nguyên tố. Được chưa? Thì đó là vì sao là chúng ta đặt k bằng, có nhiều cách làm đó, đây là một cách làm chúng ta đặt k bằng, để ví dụ đặt k bằng đầu từ 2 trở đi này, được chưa? Bây giờ như sau này, tôi làm là có nhiều cách làm, tôi đặt thêm một cái biến nữa cho đấy nhé, cho Yến, tôi đặt biến là biến kết quả nếu mà là kết quả, nếu mà không gặp sóng tố thì lập tức k nó dừng lại là cái KQ nó bằng false ngay, được chưa? Yeah. Làm như sau này, chúng ta đặt ra một hai y này, chừng nào mà KQ vẫn đúng này, đồng thời này và k nhỏ hơn hoặc bằng là n k bằng 2 của n là 0.5, tương nào vẫn nhỏ hơn thì chúng ta làm như sau, chúng ta kiểm tra đến mà if n mà chia hết cho 2, chia cho k thì lập tức dừng lại ngay. Tương lai chúng ta đặt là kq bằng false, nó dừng lại ngay. Kq bằng false thì nó không là nguyên tố, đúng không nào? Thì khi chúng ta quay đây là nó dừng lại ngay nhé. Và đây chúng ta tăng cao lên một đơn vị. Và ra đây thì chúng ta là return KQ. Vậy em cái hàm kiểm tra nó tương không phải là quá hạn, không phải là tối ưu mà cũng tạm được dùng cho sinh phổ thông thôi. Rồi cái việc chúng ta được chưa? Rồi như vậy là dùng cái hàm này để gì? Hàm dùng để khởi tạo dữ liệu, để khởi tạo. Mình còn bạn chú ý như vậy là mỗi một cái đối tượng dữ liệu thuộc cái nhóm, thuộc cái lớp này, nó gồm có như sau này: hai tham số đầu vào là m và n nhé, đầu vào n và n, và một tham số nữa là cái sequence, là cái dãy, là một dãy các số nguyên tố từ nằm trong khoảng m và đến về n, và thêm một tham số nữa là cái độ dài của cái dãy đó, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục yêu cầu của đề bài. Yêu cầu đề bài là như sau này. Câu đề bài là như sau, là chúng ta phải làm sao đây, có thể truy cập từng phần tử một của dãy này đấy. Dãy này tức là nếu mà p là phần tử của cái parameter set này thì là đây này, thì là như sau này, thì đây là tôi mô tả cái yêu cầu của cái bài này nhé. Đây cái bài này tôi mô tả như sau, yêu cầu là như sau nhé. Đây yêu cầu là như sau, để các bạn thấy rõ để chúng ta lập trình cho nó dễ nhé. Đây đây nhé, thật sự tôi đặt p tôi gọi là cái là prime set, cái đầu bài nó phải có hai tham số đầu vào, như tham số đầu vào là 10 và đây là 100. Thì như vậy là p về bài nguyên tắc thì đối tượng này nó đang chứa một cái dãy các nguyên tố, các cái số tố từ 10 đến 100 nhé. Thì cái ý thứ hai này, cái câu 2 này, cái 2 là cái gì? Là có thể truy cập từng phần tử một của dãy này theo chỉ số từ 0 đến n trừ 1. Tôi đặt là tính tên là P0. P0 chính là số nguyên tố đầu tiên. P1 đấy, cho đến cuối cùng là cái P của cái len trừ 1, là cái len của cái P nhé. P trừ 1 là số cuối cùng. Đó là câu 2 nhé. Còn câu thứ 3 là hỗ trợ lệnh duyệt for. Tôi dùng cái lệnh này là for k in p là được. Xong tôi lấy tôi dùng là print p
Priyanka ra, là nó in ra tất cả số nguyên tố nằm nằm trong cái pin này. Mới đây lệnh for nhé, lệnh for in nhé, khác hẳn nhé, lệnh for in. Đấy. Thì vậy là cái gì chúng ta là ngay bây giờ. Còn đây là cái lệnh này truy cập chỉ số nhé. Về đó là một đối tượng nhưng có thể sử nó như là một cái dãy, như là một cái list bình thường. Rồi, ta làm như nào? Ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta mô tả cái lệnh để cập truy cập chỉ số đã, từ lệnh nào, đây là lệnh này đây nhỉ, lệnh này nhé, đây. Cái lệnh để mà tính được cái PK đó thì làm như sau. Def. Lệnh sau này là cái lệnh là cũng là hệ thống này, là get item. Đấy. Và chú ý nhé. Đây là cái lệnh, một cái lệnh rất quan trọng, là cái lệnh là đây. Lệnh là nó tên là gì, là cái lệnh là get item các bạn nhé, get item, đúng rồi, lệnh get item nhé, lệnh get item hệ thống. Đấy. Đây là self và đây là car. Đấy, thì lệnh này này, lệnh này lại là tương đương với lệnh là tính là pk đấy, tính tương đương là p mở bằng nhọn k đóng bằng nhọn, thì nó trả về bao nhiêu, chính là cái này, được chưa? Rồi chúng ta cùng nhau làm cái này rất đơn giản thôi, chúng ta làm như này thôi. Nếu mà k mà nhỏ hơn không, mà k lớn hơn độ dài của cái dãy p đó thì nó là chúng ta sẽ báo thì là báo là chỉ số bị sai, còn lại chúng ta sẽ trả về cái chỉ số đó. Thì chúng ta biết rồi đúng không nào? Đây chúng ta nhớ lại cái nó là chúng ta làm như sau này. Bây giờ là đây nhé, bây giờ là if này, if mà k mà nhỏ hơn không, o k mà lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng là gì, là self chấm length. Cái len này chính là chính là cái chiều dài của cái dãy p đấy, đây là cho nhớ lại trên này này, đây này, len là cái này này, đó là len của cái dãy sc hay của cái sequence này này, đó được chưa? Đó rồi, thì nếu như này lớn hơn bằng này thì chúng ta sẽ raise index error, index error. Đấy. Chỉ số sai. Còn else, đó, đơn giản chúng ta là return, cái self chấm sequence, cái này nhé, đó, cái này này, đấy, chả phải đúng cái đó. Thì cái lệnh này là lệnh này. Cái lệnh hệ thống là get item là chỉ là cái lệnh tương đương với cái PK đấy. Rồi cái hàm tiếp theo là cái hàm mà thay cho lệnh là for x in. Cái lệnh này là cái for, chúng ta nhớ lại cái một đối tượng ở trong trong bài thuật mà hỗ trợ lệnh for in ấy, thì nó gì, nó là cái đối tượng thuộc kiểu là tuần tự. Cái lệnh là như sau nhé, lệnh như này chính là cái lệnh như này, là cái lệnh là iter. Đấy, cái lệnh hệ thống iter rất quan trọng. Đấy. Đây là cái lệnh là thiếu một cái dấu ở đây, thiếu một dấu khác ở đây, đúng không? Lệnh iter là cái lệnh mà nó bảo đảm rằng là iter chính là cái lệnh duyệt for, ở trong Python. Và vậy for là cái lệnh mà nó trả lại nhiều, thì lệnh iter này phải trả lại nhiều phần tử, mà muốn trả lại phần tử thì ta dùng cái từ khóa là yield. Đây thì làm như sau này, iter như sau nhé, đây làm như sau này, chúng ta for i in range, lần lượt thôi, for i in range nhé, đầu tiên là cell, không cần, chúng ta không cần làm vậy, chúng ta làm luôn thôi, for i in range, không cần, cần gì là như vậy, for i in, ta có sẵn rồi, so in cell sequence, đấy, đúng không nào, có cái này rồi, và chúng ta trả lại phần tử thôi, chúng ta mà không dùng return mà dùng lệnh là ill,
À, để lệnh này nhé, lệnh này này, sell này, sell chấm sequence y đó. Để chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái lệnh for in ấy, lệnh for in mà muốn muốn một đối tượng mà hỗ trợ lệnh for in là chúng ta phải có cái lệnh hệ thống là phải là iter. Từ chốt lại các bạn một vài ý trong chương trình này nhé. Phần này là phần rất quan trọng, tôi mời viết lại đây thì cẩn thận đấy nhé. Đây, như vậy đây là các cái lệnh, các cái thao tác, các cái lệnh Python, các lệnh hỗ trợ Python nhé. Python nhé. Đây lệnh mà lệnh in, in đây là đối tượng thùng đây, thùng chứ lệnh này là lệnh này content hệ thống nhé. Đấy, hệ thống rất quan trọng. Và đây là self x, tức đường lệnh là x in đấy, hay là x in đối tượng in obj lệnh in nhé. Đó, lệnh thứ hai là lệnh gì? Lệnh hai là lệnh là làm là for in, for in obj. Thế đây là đối tượng này là đối tượng tuần tự nhé. Chúng ta nhớ lại, đối tượng tuần tự là đối tượng hỗ trợ cái lệnh là for in. Đấy, for in. Còn ở trên này thùng là chỉ là in thôi. Đây là for in. Là lệnh cho đây là lệnh là như lệnh này là iter. Iter. Đấy, rất quan trọng lệnh này này. Đó. Và lệnh này chúng ta chú ý là cái lệnh mà đưa liệu ra bằng cái từ khóa là yield chứ không phải là từ khóa là return. Nên nó vì nó ra nhiều. Nó không phải return là cái hàm mà return nó ra nó trả lời về một giá trị thôi. Còn cái hàm yield là cái hàm mà nó là cái từ khóa yield nó trả về nhiều giá trị. Như vậy cái hàm iter là cái hàm là for in này nhé. Còn cái lệnh là gì? Còn cái lệnh mà để mà trả về cái thao tác này lấy về một cái phần tử k như này, thì là đây là kiểu dữ liệu giấy, kiểu dữ liệu dãy nhé. Đấy, thì là dùng cái hàm gì? Dùng cái hàm là get item. Đấy, item hàm hệ thống hết nhé. Đấy, self đây là k là chữ được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cho đúng nhé. Đây thì làm cả thế nhé, vì tôi sẽ test thử có đúng không thôi. Yes, ok. Viết p bằng prime set nhé, prime set này từ 1 đến 100 nhé. 1 đến 100 xem là có bao nhiêu số nguyên tố sẽ kiểm tra nhé. Đây bây giờ tôi for k in p tôi print k như bình thường. Đây là như bình thường n bằng n thử chạy thử nhé. Nó lỗi thì nó sẽ báo lỗi ngay tại kiểm tra lỗi còn chạy đúng. À, tôi phải chưa ghi lỡ thì chưa kịp ghi. Đây là cái bài này. À, đây là một cái bài khác, bài này à. À, đây là cái bài này chưa ghi. Đây bài lúc nãy à. Đây là big one, đang chưa ghi cái big one này. Big one chưa ghi. Rồi, tôi làm bài này kìa, bài này là cái bài mà nó là prime set. Dần một lỗi gì, nó ra 89 rồi đây này, 57. Không đúng lắm nhé, đây này, 19, 37 không đúng. Bị sai chỗ nào đó để kiểm tra sai đâu nhé, nhưng mà tôi không hiểu sai chỗ này. À, cái này là chỗ này không phải cái này, chỗ này là không cần cái này, chỗ này sai, chỗ này là phải cái này y thôi chứ không cần y thôi. Đó lại nhé. Đúng rồi đấy.
đây là in in nhé, bao sợi này đây, đây là for in nhưng mà đây là không phải là không phải là tiếng Đức nhé, đây là iter thôi nhé. Đấy, bây giờ tôi làm lại cái này, tôi kiểm tra một tí nhé, đây kiểm tra này, kiểm tra một ít nhé, tôi print p phần tử thứ ba nhân là bao nhiêu nhé, phần tử thứ ba tức là 0123 là thứ tư đấy, thì nó sẽ đúng. Đúng. Tôi chưa xuống dòng để tôi để tôi print bị lẫn này, chưa xuống dòng. Cái số thứ ba là 7 này, 0123 là 7 đúng rồi đấy, được chưa? Đấy, như vậy là bây giờ các cái này nó là cái bây giờ tôi sẽ muốn thêm một cái hàm nữa, như hàm hệ thống nữa, để tôi tính cái độ tính cái chiều dài của một cái dùng cái hàm len đấy, hàm len của hệ thống của Python để làm như nào đây, tôi thêm rất đơn giản đây, tôi thêm cái hàm hệ thống nữa rất quan trọng, hàm này này, hàm len nhé, đấy hàm len là hàm hệ thống này, hàm này là hàm tương đương để dùng cái hàm len bình thường self. Thì tôi làm như sau, tôi return self.length. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ tôi làm thử một lệnh nữa nhé, đây. Đây, tôi làm như thế này. For e in range của len p. Đấy, đúng, viết y hệt như là đối với dãy bình thường ấy. Được chưa? Và tôi print p i i này, còn các bạn thấy lệnh này giống hệt như là hay không? Nó giống hệt như là cái lệnh này, giống hệt như là cái lệnh này in cái dãy một cái list bình thường vậy, nhưng mà nó là một đối tượng dữ liệu nhé, đối tượng rất tổng quát của chúng ta đó. Tôi chạy thử nhưng nó có ra chạy ra hết nhé. Như vậy nó hỗ trợ cái hàm len, cái hàm len hỗ trợ bởi vì sao, bởi vì chúng ta có cái hàm len này, chúng ta có cái hàm len hệ thống này, đấy hàm len hệ thống này là ứng nó sẽ là cái hàm len này đấy. Cái hàm iter này ứng cái lệnh là ứng cái lệnh là for k in đấy, được chưa đấy. Đây là một cái chương trình tương đối là nó phức tạp một chút nhé đấy. Thì cái bài này là cái bài mà các bạn thấy là như vậy ở trong cái bản thân cái đối tượng dữ liệu của chúng ta phải đưa vào nó một cái dãy này đấy, SQ này, nó là một dãy thực các số nguyên tố thật, như vậy nó mới chiếm một không gian, nếu n m n mà khá lớn, tôi lấy m bằng 1 và n bằng 1 triệu chẳng hạn, thì nó thì trong khoảng 1 triệu nó có hàng vài ngàn cái số nguyên tố, như vậy nó rất lớn. Thì có cách nào không, bài tập về nhà nhé, bài này làm lại bài này nhưng mà không cần sử dụng cái dãy này, không tốn bộ nhớ có làm được không, đây tốn bộ nhớ quá đúng không, có cái nào mà để có thể làm cái khác mà không dùng đến bản thân cái đối tượng dữ liệu, nó không lưu trữ bất cứ một cái dãy nào cả, làm được không, thì các bạn về nhà làm cái phần bài tập đấy nhé, mở rộng nhé. Được rồi, thôi là chúng tôi chuyện tập cũng hết thời gian này. Thời gian bây giờ tôi sẽ làm thêm bài tập nữa, cái phần link list. Bây giờ tôi sẽ để tôi đợi tôi một chút cho tôi có thời gian kịp không. Vì các bạn muốn là tôi làm tiếp tục cái phần tiếp tục cái phần về đối tượng này, hay là tôi dừng lại đây, tôi chuyển sang cái phần link list. Phần link list thì nó ít thời gian quá. Vậy hoặc là chúng ta dừng ở đây, chúng ta chuyển sang làm bài tập của cái bài số 2 là bài link list, để xem liên kết. Hoặc là chúng ta làm tiếp một số bài tập nữa. Thì các bạn nhé. Chuyển sang phần link list là có thấy tôi chuyển sang phần link list nhé. Bây giờ tôi sẽ đóng cái này lại và tôi sẽ làm sang cái phần link list nhé. Phần này các bạn xem, về nhà các bạn làm tiếp tục nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái tệp ra, mở cái tệp bài tập ra, bài tập 2 đây nhé. Từ này cũng khá nhiều bài mà tôi sẽ làm nhanh đấy nhé, một số bài thôi, chúng ta có hình dung đi nhé. Đây bây giờ
Vì cái bài đầu tiên này để tôi nói lại một chút về mặt thế nào là một cái linked list nhé. Thì chúng ta đây tôi nói nhanh nhé. Green list là cái gì? Green list là chúng ta có một dãy các cái nốt thôi, nốt và nó có liên kết với nhau. Bằng tối thiểu là có một cái có một con chọn next, đây con chọn next đây. Như thế này, con chọn next đi. Có cái chỗ cái này nó là key, cái này nó là key này, cái này nó là key này. Đây con chọn này là next. Và cứ như vậy. Đến cái phần tử cuối cùng thì nó sẽ phải chọn về gì? Nó phải chọn về là null, là null. Thì nếu nó chỉ có một không có trò này thôi thì nó là danh sách liên kết đơn. Còn nó có hai chiều ở đây, nó có hai chiều là như thế này. Thì con thích con trò bên này chỉ sang bên này nữa nhé. Đấy như này, nếu có hai chiều hai bên thì nó là gì? Đấy, nó là cái năm đến là previous nhé, thực hiện là prep này thôi nhé, còn next nó là cái này, cái này nó là key, được chưa? Thì cái này này cái này thực hiện là SLL là single, là thứ sang đi kết đơn, còn nó có cả hai chiều như này thì tôi gọi là kết, nó là double LL nhé. Thì và tối thiểu của nó thì mỗi một cái liên kết là nó phải có một con trỏ hết trỏ vào phần tử đầu tiên đấy, nhưng mà tối thiểu thì có một con trỏ hết trỏ vào đây. Thế nên là đó là cái linked list bình thường. Còn loại thứ hai là liên kết mà có đuôi thì có thêm một con trỏ nữa, trỏ phần tử đuôi. Con trò này tên con kiểu đó là theo, đấy, theo, chọn và thử đuôi rất quan trọng, chúng ta đỡ phải tìm trò dùng con đuôi, con dùng con trò này trò đuôi mà đuôi. Thì như vậy thì nếu mà đây, bây giờ tôi nhanh để chúng ta dừng, tôi sẽ làm nhanh cái bài tập phần này nhé. Như vậy thì ngoài cái đối, đây là ngoài cái đối tượng là đối tượng nốt ra đấy, ngoài cái đối tượng là một cái em là một cái đối tượng nốt ra nhé, nốt ra thì chúng ta còn có một đối tượng là đối tượng chính của chúng ta, ví dụ đối tượng là linked list chẳng hạn, linked list nhé, đối tượng nó là một class linked list nhé. Đấy thì tối thiểu nó có một cái con trỏ là gì, là hit. Còn cái loại mà thì nếu mà có một con trỏ là hit không thôi thì nó chịu là SLL và DL thôi, còn nó thêm con trỏ chảo vào cuối nữa theo thì cái đó, thì cái này người ta gọi nó là sẽ liên kết có đuôi, nó gọi là STLL và DTLL đấy. Từ đó cho nên chúng ta sẽ có khi làm việc ở trong cái phần mà tôi trình bày các bạn ấy, ở trên lớp ấy, thì chúng ta sẽ làm việc với một trong bốn loại sau đây. Một là SLL nhé, là sẽ liên kết đơn không đuôi. DLL thì sẽ liên kết kép không đuôi. Còn STLL là sách liên kết đơn có đuôi và sách liên kết kép có đuôi. Thì trong bốn cái này thì cái này là thằng mạnh nhất, yếu nhất, đây là thằng mạnh nhất. Nó hơi phức tạp nhưng mà tốc độ rất là nhanh, mạnh nhất, tôi yếu nhất, còn cái này nó lại yếu nhất nhưng mà nó lại đơn giản dễ hiểu nhất, còn càng cái này là sang này là phức tạp rồi, sang này là phức tạp nữa, chú ý nhé, chú ý đến những cái đó thôi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm nhanh các bài tập nhé, đây bài tập đầu tiên cứ bị rồi điều kiện để sách giống là cái gì này,
Thầy trả lời luôn nhé, điều kiện để thay rỗng là cái này này. Rỗng ấy là điều kiện là chính là L hit bằng 5. Đây là điều kiện rỗng này. Rỗng nhé, đây là điều kiện để thay rỗng nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm bài tập tiếp theo là gì? Bài tập tiếp theo là tôi làm cái bài tiếp theo là bài này. Đây. Cho chiếc danh sách L và giá trị K, viết hàm tìm kiếm là search L và K. Hàm sẽ trả lại đối tượng là nút đầu tiên của danh sách có chìa khóa K. Ngược lại, nếu không thì sẽ trả về giá trị năng. Cái hàm này là hàm được viết giống nhau cho tất cả bốn loại trên. Tôi sẽ chỉ mô tả trên mô tả cái hàm này với cái gì. Tôi sẽ viết cái hàm này với cái đối tượng là S, L, L thôi nhé, cho nó nhanh nhé. Đây, bây giờ tôi làm trên máy tính đi cho nó người ta có hình dung được luôn nhé. Đây, thì tôi nhiều một cái này, nhiều cái này luôn nhé. Hàm tìm kiếm này, viết hàm tìm kiếm. Search nhé, L và K. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm thử trên viết hàm và mô tả trên SLL nhé. Bây giờ hàm đơn giản nhất, chỉ cần là cả bốn loại đều giống nhau. Thì là đến cái bài đàn khác nhau tôi sẽ nói. Bây giờ tôi mô tả giống nhau trước thì làm như này thôi. Bây giờ tôi tạo ra hai clip đây nhé. Class này, node này. Đây thì là nó là như này. Bếp này, init này. Đây là lệnh này, là nó tạo ra một cái nốt là rỗng. Thì nó rỗng này, cái nốt này nó có các thông số đây. Nó là cell.key. Kia là cái này gọi rỗng, mà cái này này key bằng key. Cái này vẫn là phải là key ở trên này chứ. Đây này, đây phải key. Khi tạo một nốt là nó phải có key, là cái nội dung của cái thông tin là của cái nốt đó nhé. Và cái nốt đó nó có cái tham số thứ hai là next. Đấy, next mặc định sẽ là năng một cái nốt mà nó là không năng. Đây là đối với là nó sẽ là kết đơn. Còn nếu mà là kép ấy thì có thêm một cái hàm nữa là thêm một cái biến nữa là cell.previous.prever bằng năng. Không quan trọng cái lưu về vậy đấy. Thì đây là liên kết kép, được chưa? Rồi bây giờ làm tiếp theo, tôi làm cái nốt thứ hai. Cái lớp thứ hai là SLL. Yeah, date nhé, date nhé. Init nhé. Init itself. Thì cái lệnh này nó sẽ tạo ra một cái danh sách liên kết rỗng nhé. Thì gồm có, chỉ có là một cái thông số là head thôi. Nên là lên 5. Được chưa? Đó. Thế thì chúng ta sẽ viết cái hàm đó. Được chưa? Thì đầu tiên tôi viết cái hàm là tôi viết cái hàm là trước nè. Hôm nay cái phần mô tả lớp chỉ này thôi, rất đơn giản thôi. Bây giờ tôi chỉ viết các cái hàm nhé. Hàm bên ngoài nhé. Thì để mô tả cho được cái hàm đó, chúng ta sẽ phải tôi phải viết một cái hàm chèn một cái khóa mới vào đầu của một cái của bảng sách liên kết đơn. Và hàm thứ hai là hàm có thể duyệt các phần tử ở trên một sách liên kết để hiện ra kiểm tra đúng hay sai. Sau đó tôi mới dùng cái hàm search sau nhé. Đây thì tôi là viết cái hàm là gì, là def này, insert L này. Hàm này là như sau. Cái hàm này nó chèn một cái phần tử vào đầu của cái sách liên kết đơn nhé. Đây là, chúng ta nhớ lại một chút cách chúng ta làm như sau. Đây nhé, tôi đơn giản như sau này.
giả sử chúng ta đã có một cái em này, giả sử chúng ta đã có một cái sắc liên kết rồi nhé, đây đây là nút thứ nhất này, nút thứ hai này, nút thứ ba này, không quan trọng lắm đúng không? Đấy. Được chưa? Thì cái hit là nó trỏ vào đây, trỏ vào đây. Đấy. Thì tôi sẽ tạo một nút mới, tạo nút mới đây, tạo nút mới có khóa là K ở đây. Thì khi tạo ra nút mới này thì có trỏ này nó chỉ vào 5 nhé. Thì làm như sau này, tôi sẽ phải con trỏ này cứ chỉ ra tôi nó phải trỏ đúng vào đây này, trỏ nó phải trả vào đây. Đấy. Tức là gì? Tức là tôi tạo một nút mới là x gì đi, x gì là bằng là nốt nốt K, được chưa? Sau đó cái x next này nó phải chính bằng hết này, tôi làm như sau, tôi viết là x next là trỏ vào là chính là bằng cái gì? Bằng cái SLL hết. Như vậy hai này trỏ vào nhau. Xong bây giờ tiếp theo mới là cái SLL hết này, hay là L đấy, L hết này. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ bằng x gì, đây chính là cái lệnh, đây là cái lệnh mà tôi chạy ra vào, để làm như sau nhé, đây, làm như sau nhé, tôi đặt x gì là cái nút mới của chúng ta này, đặt tạo nốt này, K, được chưa? Sau là x next, tôi gắn nó chính bằng cái l chấm hết này, được chưa? Rồi. Tiếp theo là tôi đặt là cái L hết này, tôi trỏ nó vào x. Đây chính là cái lệnh mà tôi chèn một cái khóa mới vào đầu của cái L nhé. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi làm cái lệnh nữa. Các lệnh này dùng để tôi biến cái này như là một cái để hỗ trợ cho cái lệnh for in nhé. Làm luôn trên này cho dễ này, luôn đây dễ nhé, đây tôi làm luôn. Chúng ta biết được lệnh muốn nó biến thành cái for in là biến thành cái tuần tự làm như sau. Đây chính là cái lệnh là iter đấy, iter này. Đấy, iter này chính là cái lệnh mà nó biến cái này cho nó sẽ chạy một lượt từ đầu đến cuối các cái cho khi nào mà bằng giống thì thôi nhé. Thì làm như sau nhé, làm như sau này. Này x gì, tôi đặt x gì bằng self chấm hết là chỉ ra cái bằng cái phân tử đầu tiên nhé. Và chừng nào mà phân tử này còn chưa rỗng ấy thì tôi còn đi tiếp và tôi đẩy ra cái khóa của nó thì là y x mà khác 5 nhé. Thì tôi đưa nó ra in cái x và đưa ra cái kiểu đây chính là cái lệnh mà đưa ra và tôi đặt x gì bằng x next đó. Thì đây là cái phương thức để biến cái đối tượng của chúng ta L này thành là một cái đối tượng tuần tự hỗ trợ lệnh là for in, mà for in là in ra cái key à, cái khóa này đó. Được rồi, bây giờ tôi làm tiếp theo, tôi làm cái lệnh đấy nhé, tôi làm cái lệnh nhà. Tiếp theo là tôi làm cái lệnh là search, được chưa? Đây chúng ta làm search cho chiếc L và tôi tìm cái em muốn tìm cái tìm ra một cái nút mà khóa là K và tôi trải về cái khóa đó nhé, trải về khóa đó. Còn nó không thì tôi trả về rỗng. Nhưng mà cái hàm này nó vừa trả về, nó vừa thông báo là tìm kiếm đi được hay không. Nếu tìm thấy thì trả về một cái nút là không rỗng, còn không nhìn thấy thì nó trả về là rỗng. Làm đơn giản như sau, cái làm chúng ta thì chúng ta làm như sau, chúng ta đặt là đây, chúng ta đặt x gì bằng L hết thôi. Đó, và chúng ta kiểm tra đúng không nào. Chừng nào mà x thì còn mà khác rỗng đồng thời x key mà khác k
chúng ta còn 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 đi tiếp thì x gì sẽ bằng là x next. Nó dừng lại khi nào? Nó dừng lại khi mà hoặc là x gì rỗng hoặc là x khi bằng 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 k nhé, bằng k thì chúng ta sẽ đi khơi luôn, chúng ta đi khơi luôn. Đấy, thì nếu mà trả lại x bằng k thì nó chính là trả lại nút mà có trị khóa bằng k. Vậy nó dừng lại khi mà hoặc là x gì bằng rỗng hoặc là x khi bằng k, tức là x là chính là cái nút bằng mà chứa k. Được chưa? Bây giờ tôi test thử nhé. Này, tôi test thử. Test nhé. Này, tôi cho a một cái dãy bất kỳ đây. A bằng 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Được chưa? Tôi đưa nó vào này. Tôi biết là đặt L bằng cái rỗng nhé. S, L, L, rỗng. Được chưa? Sau tôi for k in a và tôi dùng là insert a k, xin lỗi, l k. Thì sau cái lệnh này thì bây giờ tôi muốn kiểm tra này, for k in l và tôi print k ra ngoài. Kiểm tra đúng nhé. Để kiểm tra này. Mình tôi chưa ghi. Này quên chưa ghi. Phần này là tìm kiếm nhé. Search. Đây là L. Chạy thử này. Not support, mà nó bảo là không được kiểm tra xem là đúng chưa, sai lệnh iter nhé, cái lệnh là hỗ trợ cái sự là iter, đấy này, à xin lỗi, lỗi nhất tôi nhầm nhé, cái đề nó phải nằm ở trong cái không nằm ở trong cái nốt được, đây là đối tượng là lấy của tôi copy cái đề sang nhầm mình. Sang đây nhé, sang đây này, sang đây lấy mới được nhé. Các bạn vào công lệnh bên này nhé. Đúng là nó rất là hay sai đấy. Đây là cái hàm để mà biến một cái linked list trở thành một cái đối tượng tuần tự thì nó phải nằm trong này chứ không nằm như này. Đây là một nốt thôi nhé. Bây giờ sẽ thử xem đúng không nhé. Đấy, dài đấy, mà nó vì là nó chạy vào đầu, khi nó chạy vào đầu và luôn chạy vào đầu, cho nên là khi mà tôi in ra từ đầu đến cuối nó sẽ in ra theo chiều của nó. Được chưa? Bây giờ tôi làm lại kiểm tra này, tôi bắt đầu tìm kiếm nhé. Đây là ca hoa đi, ca hoa tôi đặt bằng 10 này và sau đó tôi kiểm tra này, if search nhé. Yeah. Search LK thì thông báo là tìm thấy nhé, tìm thấy nút K, còn ngược lại không thấy này. Else print không tìm thấy. Được chưa? Thế thì cao 10 nhé. Thì nó như vậy. Còn là chúng ta cái bàn này thì nó là không tìm thấy này. Đấy. Không tìm thấy. Bây giờ đặt ca bằng tôi đặt ca bằng 1 cho nên nó sẽ phải thấy. Nó sẽ báo là thấy nhé. Đã tìm thấy nút 1, được chưa? Mà cái hàm này là nó rất đơn giản. Đây. Đây. Tiếp theo chúng ta là hết một thời gian rồi, tôi sẽ này nhé, cái phần này như này nhé, tôi sẽ cố gắng là giải một số bài các bạn làm, tôi sẽ giải và tôi sẽ tôi thu âm một số những cái em có thể tôi quay phim và thu âm để các bạn có thể nghe được cái lời giải mà tôi diễn giải ra.
cái bài số 3 này là không khó này, bài số 4 không khó này, bài số 5 không khó, bài 6 hơi phức tạp một chút, không gì là khó. Sang cái bài này là cái bài cấu trúc là phức tạp hơn, DTLL nhé. Bài 7 này không phải. Thực ra trong cái bài này tôi rất tôi muốn là các bạn phải làm thật kỹ lại cái bài 8. Thực ra bài 8 mới là bài quan trọng nhất thôi. Thì bài 8 có lẽ là buổi sau tôi sẽ giải. Bài 8 là như này nhé, bài 8 là nó trước là như thế. Bài 8 là chúng ta sẽ làm việc trên cái kiểu linh lít mà là mạnh nhất, tức là DTLL. Nó vừa là gì? Nó vừa là kép mà là có đuôi nữa, tức là cái đối tượng linh lít nó gồm có hai con trỏ chỉ có đầu, con trỏ chỉ có đuôi. Rất là mạnh. Và chúng ta sẽ phải thực hiện là bốn cái lệnh. Hai lệnh, một lệnh là hai đầu, một lệnh là chèn phần tử vào đầu vào bên trái và lấy ra, pop ra ở bên trái, và một lệnh là chèn vào bên phải và lấy ra bên phải. Được chưa? Và cái lệnh này đều phải có độ phức tạp thời gian nó là hằng số. Như vậy là với cái bài 8 này thì như sau, cái bài này là bài rất quan trọng. Bài này nó không phải quá khó. Kia cái bài này nó có nghĩa như sau, rất quan trọng. Thì bài này cũng là tôi sẽ phải giải trong buổi hôm sau, để tôi một chút. Cái bài này nhé. Như vậy là cái bài này là như sau, tức là chúng ta bài này là chúng ta có một cái danh sách liên kết dưới dạng là DTLL rất mạnh, là nó gồm có là một cái danh sách liên kết mà là kép, tức là đều có hai chiều, đều có hai chiều nhé. Hai chiều được chưa? Đấy, và có hai con trỏ, một con trỏ là hết chỉ vào đây, bằng một con trỏ là theo chỉ vào đây, được chưa? Và chúng ta cần phải có lệnh sau là về bên trái là lệnh là đưa dữ liệu vào, là push trái, là left push đưa vào, lệnh lấy ra là lệnh left bỏ. Để chúng ta nhìn lại cái to giống như là stack nhé. Còn lệnh đưa vào bên phải là lệnh là right push. Lệnh là lấy ra là lệnh là right pop. Được chưa? Như vậy là đưa vào và lấy ra hai đầu đều là O1 hết. Thì cái mô hình này, mô hình mà hai đầu đều có thể lấy vào, người ta gọi là mô hình là hàng đệ hai đầu. Gọi là hàng đệ hai đầu nhé, cái quan trọng là một tổng quát hàng đệ hai đầu, đầu nào cũng được. Thì nó cái này là cái hàng đệ này nó vừa làm stack, vừa làm queue, mà nó vừa là mạnh hơn là queue hai đầu luôn, mà cả hai đầu đều là O1 hết. Còn nhớ lại đến buổi sau tôi sẽ giải cái bài tập liên quan đến stack này. Bạn thấy là khi mà chúng ta thiết lập cái dữ liệu là stack và queue tương, thì stack thì không sao, nhưng mà dùng queue mà dùng mảng ấy, dùng list ấy, thì bao giờ nó không tối ưu, bao giờ nó hoặc chỗ này đó, hoặc chỗ đó là có cái độ phức tạp thời gian là ON, hoặc là thời gian sớm nhất là ON, đơn giản như vậy, và nó không thật tối ưu hoàn toàn, hoặc là tối ưu đi nữa thì là rượu nó làm rất nhiều rác, nhưng mà cách làm này là tối ưu. Nhưng mà đây là một rất tối ưu nhé. Cái bài này là bài quan trọng nhé, các bạn có người nhà làm cái bài này được chưa? Thì còn cái phần một số các bài tập phần trên ấy, thì tôi sẽ đưa bạn để giải luôn, các bạn khỏi phải suy nghĩ nhé. Thôi mà chúng ta phải dừng ở đây nhé, tôi không còn chúng ta học nhiều quá cũng mệt, thì buổi sau thì tôi sẽ giải nốt cái phần này, buổi sau tôi giải cái phần này này, và tôi sẽ làm xong cái bài tập liên quan đến cái phần stack và queue nhé, và hàng đợi tối ưu nữa, hàng đợi ưu tiên nữa. Tôi xin chào các bạn nhé, chúng ta phải nghỉ đây thôi. Vâng, xin chào thầy.